tối những đức về lòng tin, về tịnh độ này cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh lòng tin. Vì sao tin dữ như vậy thầy? Quý vị cứ nghĩ đi, một kẻ vô danh tiểu tốt của những đức, nó không có một cái gì đặc biệt cả. Những đức thấy kiểm định chính mình rõ ràng, những đức không có một cái gì đặc biệt cả. Từ cái nói chuyện, người mà mới nghe những đức đầu tiên là thường ưa bỏ cuộc. Cứ nghe ông thầy nói chuyện đầu tiên là không muốn nghe. Một là cách nói chuyện nó thô, rồi cách nói chuyện nó nhìn nó hung dữ, gương mặt thì xấu, tướng thì lùn, mỏ thì hô, không? Nghĩa là nó không có duyên dùng gì cả. Rồi từ trình độ, không có trình độ gì đặc biệt, chỉ có đúng cái gì? Chỉ có đúng một cái là những đức lại chuyên niệm Phật. Chỉ đúng cái chỗ này là dù cỡ nào những đức cũng niệm Phật, dù gặp cảnh ngộ gì những đức cũng niệm Phật, dù bệnh đau gì những đức cũng niệm Phật. Những đức chỉ được đúng cái chỗ là bám thẳng ngay bổ nguyện Di Đà và niệm có Phật hiệu này cho tới cùng. Làm được chỗ này 13 năm quý vị, không đi đâu cả, cũng không có quan niệm đi tìm cái gì học luôn. Và từ khi đến tỉnh Thất Quan Âm tới bây giờ, càng ngày càng chuyên niệm Phật. Không phải là càng ngày càng tạp, mà là càng ngày càng chuyên niệm Phật. Lạ thay là khi chuyên niệm Phật rồi thì khi muốn làm một cái việc gì lại làm được. Sắp xếp một cái gì thì tự nhiên sắp xếp được. Và đại chúng trong chùa tự nhiên ổn định, rồi tự nhiên lập ra cái phương pháp mà bấm số niệm Phật lại phát triển rất thành công. Những đức thấy rằng chỉ cần mình tin có Phật hiệu và nương vào bổ nguyện, hình như tất cả việc mình làm đều có Phật lực gia trì. Chắc chắn 100%. Mà khi nương vào bổ nguyện rồi, quý vị biết rằng là con người mình rất là tự tin. Vì sao? Vì mình tin Phật, chứ không phải là mình tự tin cái gì hết. Mình tin Phật, việc làm mình là việc làm cho Phật. Việc làm cho Phật, phải nhớ nha. Nên tất cả phương pháp tu và tất cả cách hướng dẫn, rồi cách nói chuyện, là những đức từ ban đầu gặp thầy Giác Nhàn là tới bây giờ y ra không thay đổi luôn. Một số câu của thầy ngày xưa những đức nghe mà những đức giảng là làm tới bây giờ luôn. Thầy Giác Nhàn nói một câu A Di Đà ăn tới già không hết. Những đức nói tôi đói lắm, tôi cần có ăn nè. Vậy thì niệm có Phật hiện thì thử như thế nào? Rõ ràng dù là chúng cực kỳ đông, trong thời điểm dịch bệnh không ai đi về đây được, như vậy mà cuộc sống trong chùa rất ổn định đầy đủ, lo cho các cụ. Và chưa bao giờ mình đi điện thoại mình xin một người nào vì mình đang nuôi các cụ già, tôi đang thiếu thốn, chưa từng bao giờ nói một câu này. Và quý vị tin rằng là những đức không có một vị Phật tử nào nói rằng đây là vị hộ pháp hỗ trợ mình. Và khi những đức cần cái gì mà những đức điện cho người đó hết. Từ 13 năm đi tu, những đức chưa có một người nào như vậy hết, mà toàn là những người cùng tu. Rồi thấy việc mình làm như vậy, rồi họ muốn cúng dường thì họ cúng, thì mình nuôi các cụ. Chưa bao giờ những đức qua lại một vị hộ pháp nào nói rằng là đi đâu là kêu vị đó, hoặc cái gì là kêu vị đó. Chưa bao giờ gần gũi bất cứ một cô nào, một chú nào hộ pháp chính thức. Chỉ có tin niệm Phật. Mà chúng hiện tại của chùa mình, ba điểm hiện tại 700 người, một tháng sử dụng biết bao nhiêu tiền mà nói. Mà bây giờ còn xây dựng nữa, quá trời luôn. Vậy mà làm bao nhiêu là có tiền bấy nhiêu. Thì quý vị tin một câu A Di Đà ăn tới già không hết không? Nghe thật làm hay không, tin hay không, chăng thật làm, thấy rõ ràng có kết quả. Hồi đó những đức nghe thầy ông nói câu gì, nếu tu một cái pháp nào mà dù là hơn 30 năm đi chăng nữa cũng không bằng niệm Phật mấy năm mà thành tựu như vậy. Chính những đức nghe rõ ràng, ngày xưa những đức vô chùa những đức nghe rõ ràng. Khi nghe như vậy rồi, những đức trong lòng nói sao? Như vậy thì được rồi, các vị còn có thời gian đi 20 mấy năm, tôi không muốn đi 20 mấy năm đó.
Tôi muốn đi vào luôn nè. Các vị đi rồi phải không? Tôi đi vào luôn, khỏi đi vòng vòng nữa. Hạ thủ công phu ngay câu Phật hiệu này, chân thật niệm câu Phật hiệu này. Nên những người mà tu của môn Tịnh Độ này nhớ, lòng tin gì câu Phật hiệu này phải tin đến mức nào? Tin đến mức mà chúng ta dù cho tan nhà mất mạng cũng tin. Đây mới là tin. Chứ không phải nói là tin mà lúc chúng ta đang hưng thịnh vì của cải, hưng thịnh vì chùa chiền, hưng thịnh vì đồ chúng thì tôi tin. Nhưng khi mất sạch tất cả mà không tin. Quý vị phải nhớ ở cái cõi này thành trụ không à. Giống như bữa hổm quý vị đi đến đây, quý vị thấy ở nhà bếp là thành đúng không? Là có cái nhà bếp đúng không? Bữa nay cái nhà bếp đập mất tiêu hết trơn, thành không đúng chưa? Đó. Vậy thì thân mỗi người chúng ta sanh là thành đúng không? Rồi một ngày nào chúng ta chết là không. Ai đến cái cõi này có hình tướng đều có nhất định sẽ mất. Vậy thì chúng ta chấp vì danh hiệu A Di Đà Phật, nó có là vì sao? Vì nó có cái nguyện, có cái nguyện của Phật tiếp dẫn mình. Nên mình nương vào cái nguyện này, Phật hứa rằng là mình niệm thì ngày rước. Vậy thì mình chân thật niệm câu Phật hiệu này, mà trong câu Phật hiệu này có bổ nguyện đa dạng về cái bổ nguyện nằm trong câu Phật hiệu này. Bổ nguyện từ bi cứu độ chúng sanh, bổ nguyện giúp người ta giải thoát, rồi bổ nguyện giúp cho mình an tâm, bổ nguyện giúp cho mình bình yên tu hành, bổ nguyện đầy đủ của cải vật chất, bổ nguyện lo cho chúng sanh thì không bao giờ thiếu. Đầy đủ trong câu A Di Đà Phật này luôn. Nên có những người họ nói rằng bây giờ niệm A Di Đà Phật, còn khi gặp kiếp nạn gì thì niệm một Quán Thế Âm Bồ Tát, có đúng không? Đúng. Nhưng nếu quý vị niệm một câu A Di Đà Phật này đúng hay không? Càng đúng hơn. Vì sao? Vì một câu A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, mà đã là có cái tâm cầu sanh cực lạc thì làm gì không có cái an tâm nằm trong câu A Di Đà Phật. Dù cho Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí là bậc cổ Phật thị hiện đến thế gian, thị hiện để làm hai vị Bồ Tát bên tả hữu Đức Phật A Di Đà, nhưng quý vị phải nhớ rằng bổ nguyện Di Đà đã bao rộng mười phương khắp pháp thế giới, nên bậc cổ Phật cũng phải thể hiện làm Bồ Tát bên cạnh của Ngài để cùng Ngài tiếp dẫn chúng sanh. Như vậy thì cái nguyện tiếp dẫn của Ngài làm gì không có cái nguyện mà giúp cho chúng ta bình an vô sự, làm gì không có. Nên rất là nhiều người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà cuối cùng thì quay lại niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là cầu gì? Cầu tai qua nạn khỏi. Vậy thì khi cận tử nghiệp gần chết lại niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là cầu tai qua nạn khỏi. Lỡ thọ mạng đến thì chúng ta lại mất phần giảng sanh. Quý vị đi hỏi tất cả những người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đi, có mấy người nói tôi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu giảng sanh? Quý vị đi hỏi đi. Cái quan điểm của họ là để cầu tai qua nạn khỏi. Vậy thì nếu mà cầu tai qua nạn khỏi vậy thì tính nguyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta ở đâu? Mà mục tiêu niệm Phật giảng sanh là gì? Cầu sanh cực lạc. Mà người được giảng sanh thì cực lạc là từ đâu? Từ tính nguyện kiên cố. Nên một câu Phật hiệu này phải nhớ là lúc thịnh cũng niệm, mà lúc si cũng niệm, gặp cảnh ngộ gì cũng phải niệm. Hôm qua những đức gặp một cái chú này, mà cách nay mấy năm về trước những đức cũng gặp ổng một lần. Trời ơi, bệnh đau của ổng mà quý vị biết rằng cái bú nó bự gì nè. Ở cái bú gì đâu mà nó bự vô cùng, ngay cần cổ mà nó thòng xuống. Mình nghĩ thôi cần cổ mình nổi một cái mục gì nhỏ xíu thôi quý vị, mà nó khổ cỡ nào. Vậy mà bây giờ cái một bú của ổng nó bự, thiệt là bự ra như vậy. Cách nay 3 năm về trước những đứa gặp ổng, mà ổng vô đây tu mấy ngày, xong ổng đi về quê ổng ở miền ngoài. Những đứa vỗ vai ông, những đứa nói một câu: cái bú này nó giúp cho ông siêng năng niệm Phật đó. Nếu như mà ông lúc nào giải đãi là cái bú này nó giật giật lên là ông hiểu rồi nghe. Tại vì mình biết rằng trong cái bú của ông đó, là tất cả nghiệp chướng quan gia nó đang trú ẩn trong đó. Thì quý vị đọc qua câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư thì biết liền vậy đó. Không chỉ một bú của ông bự như vậy thì đó là gì? Là quan gia đang trú ẩn trong đó. Nên tất cả những người nổi bú, những người bị ung thư lở lét, toàn bộ là quan gia đang trú ẩn trong đó. Vậy thì phải làm cái gì để hóa giải quan gia? Niệm A Di Đà Phật. A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Giác ngộ thì hóa giải nghiệp. Nếu như chúng ta chân thật niệm câu Phật hiệu này, từ tâm mình vui trả nợ. Vui trả nợ có nghĩa là hóa giải nghiệp. Còn nếu như chúng ta không vui trả nợ, bị bệnh đau là từ nơi cái nhân sát sanh, cái nhân tạo nghiệp mà tạo ra bệnh đau,
Mà bây giờ khi trả nợ thì trong lòng không muốn trả, không muốn trả thì gọi là tạo nghiệp, mà vui trả nợ thì gọi là tiêu nghiệp. Chúng ta vừa vui trả nợ mà chúng ta còn đương một bổ nguyện niệm Phật để mình phát nguyện sanh cực lạc. Khi mình có cái tâm chân thật phát nguyện sanh cực lạc thì tức khắc những quan gia trái chủ cũng biết được người này có thể được giảng sanh, thì nhất định người ta sẽ hỗ trợ quý vị để cho quý vị được giảng sanh, vì người ta biết một con người giảng sanh nhất định không bỏ người ta, nên người ta sẽ tạo điều kiện cho mình tiện bề tu để giảng sanh. Tại sao người ta cản trở mình? Vì mình chưa có tâm quyết cầu sanh cực lạc. Người ta biết người này sẽ không giảng sanh, nên người ta nhất định phải hối thúc người này, phải làm cho người này đau đớn vô cùng để làm chi? Để người này phát nguyện mạnh dạn cầu sanh cực lạc. Nhớ, từ nơi đó mà có vật hiệu này nè, chúng ta phải như thế nào? Phải gầy dựng tín nguyện. Nó phải gầy dựng tín nguyện cho tới cùng. Bữa nay vì đi về chùa, vì thấy dở tùm lum tùm la đúng không? Làm tranh thủ. Những đức hỏi cái ông mà cái ông thợ làm nhà, cái nhà ăn này chú làm bao lâu xong? Ông nói con làm 3 tháng xong. Cái nhà ăn làm cấp tốc luôn, làm 3 tháng. Nhưng đó nói ông làm 3 tháng xong mà làm cho chất lượng nha. Đó. Làm có nghĩa là thợ rất là đông, nhiệt tình làm luôn. Tại vì vì biết sao? Cái nhà ăn quan trọng. Bây giờ các cụ mỗi ngày ngồi ăn tùm lum tùm la hết, ngồi ăn tứ tung hết chứ. Lớp đệ tử quy chứa đâu hết đâu, ngồi gốc cây, ngồi tùm lum hết chứ, bắt bàn ngoài nắng đồ ngồi. Để cho người ta làm tranh thủ. Nhưng mà ngày Chủ nhật cũng làm luôn quý vị. Chủ nhật làm luôn, thường là ta làm hồi Chủ nhật ta nghỉ đúng không? Chủ nhật làm luôn. Và thường ngày thấy đông quá, Phật tử về không có chỗ nằm được, tứ tung. Đập mấy dãy nhà hết rồi. Bây giờ phòng hộ niệm của các cụ cũng sắp sửa đập luôn rồi. Mà bà cụ bà, có bà cụ bà yếu, bà sắp mắc, nên đưa vô đó hộ niệm. Rồi bên kia cũng hôm qua cũng mới đưa bà cụ đi lên đài quả táng. Năm nay thấy cái mồi mở hàng đầu năm cũng liền liền. Mấy cụ mình càng ngày càng lớn tuổi vậy. Bảy mấy, tám mấy, chín mấy, nhiều quá. Mà nguyên một cái dàn các cụ già mà ngày xưa từ tỉnh Thất Quan Âm xuống rồi bên Pháp Thường qua, là bây giờ là thành các bô lão hết rồi, già lắm rồi. Nên từ nơi đó mà tính ra những đức từ khi xuống đây tới giờ gần 8 năm, thì một năm các cụ mắc khoảng 20 người. Cứ điều điều vậy mà chùa mình mắc điều lắm nha. Cái năm nào cũng khoảng 20, còn năm nào mà đắt lắm thì khoảng 25 đổ lại. Như năm năm ngoái là hơi ế. Hình như 19 là ế. Mà năm nay thấy cái mồi chắc năm nay đắt. Bữa trước những đức nói năm nay xây dựng lu bu, mấy bà niệm Phật, mấy bà quỳ trước Phật A Di Đà, mấy bà phát nguyện. Thôi năm nay xây dựng lu bu quá, nên thôi con qua năm đi, ăn Tết xong rồi chúng con hả chết. Chứ năm nay mà chết liên tục thì nó cũng khó sắp xếp quý vị. Chùa xung quanh đều làm việc quá, khó sắp xếp. Rồi ào ào hộ niệm nó cũng không đạt bằng cái lúc mà bình thường ổn định cái chùa đấy, phải không? Nó quý vị biết rằng mình là người niệm Phật á, tự nhiên Phật sắp xếp việc cho mình hết trơn à. Yên tâm đi. Cái chân thật tin Phật mà mình làm hết cái trách nhiệm mình với cái cuộc đời này đi, thì tự nhiên bất cứ một cái việc gì mình làm hình như là có Phật sắp xếp hết trơn. Những đức chưa bao giờ nghĩ rằng, quý vị biết rằng là đi xuống dưới đây mà nó phát triển như vậy đó quý vị. Cái lúc mà đi xuống dưới đây mà nghĩ rằng trời, cuộc đời biết đưa đẩy mình đi về đâu, phải không? Như vậy đó mà cứ nắm chắc câu Phật hiệu, cứ nắm chắc câu Phật hiệu mà niệm. Vậy đó mà bây giờ mà phát triển như vậy. Thật sự mà nói đây cũng là cái hình thức thôi, nhưng mà rõ ràng là từ ngay câu Phật hiệu mà ra. Cùng một thờ những đức, bao nhiêu anh em cùng một thờ đi xuất gia chung, mấy ông không kiên nhẫn nắm chắc câu Phật hiệu, đi chỗ này đi chỗ kia đi chỗ nọ. Tại vì người ta có học thức, người ta nghĩ rằng người ta có học thức người ta phải đi học thêm quý vị. Chỉ có một mình là dốt nát không có học hành gì, thì mình biết thân phận mình nên bám ngay câu Phật hiệu.
Mà khi càng bám ngay câu Phật hiệu chừng nào thì rõ ràng là câu Phật hiệu này quá thù thắng, quá thù thắng. Bám càng sâu thì mới thấy được rằng ô trời ơi, đúng rõ ràng. Và Thượng Tịnh Không Ngài nói câu Phật hiệu này là báu vật vô giá, đúng là báu vật quý vị ơi. Đó, nên mỗi một con người khổ đau trong cái cuộc đời này, chỉ cần nghe được pháp môn tịnh độ này rồi là quý vị sao? Quý vị là gặp báu vật rồi. Mà báu vật này có thể giúp cho quý vị đời này giải thoát luôn. Tất cả những cô mà có chồng mà khổ vì chồng con đồ này kia nha, quý vị gặp câu Phật hiệu này là gặp báu vật rồi. Cứ vui trả một đời ngắn ngủi này đi, rồi chân thật mà niệm Phật, lúc mà cặn tử nghiệp nhất định Ngài sẽ đến rước mình về cực lạc, là chấm dứt khổ đau. Gặp báu vật rồi. Nên chúng ta cùng tu hành mỗi ngày, gầy dựng cái gì? Hai thời chia sẻ là gầy dựng cái gì? Tín nguyện. Vì sao trong chùa mình mà mấy bà cụ mình bà không sợ chết quý vị? Vì ngày nào những đức cũng thường nói cái chữ chết, cứ nói hoài. Rồi hàng Phật tử vì chùa mình người ta cũng gan nữa. Là vì sao? Vì nó gặp ông thầy gan, gặp thầy liều mạng. Mình là thật sự liều mạng á. Mà cái liều mạng của mình không phải là nhủi đầu đại càng, mà cái liều của mình là mình tin nhân tin quả. Mình tin nhân tin quả mình mới dám liều chứ. Quý vị nghĩ đi, tất cả con người ngồi ở đây quý vị nói không tự nhiên mình bệnh hả? Không, người ta lây bệnh cho mình, làm chuyện lạ không tự nhiên lây bệnh cho mình. Không có chuyện này đâu. Nếu như mà nói rằng là tự nhiên người ta lây bệnh cho mình thì cái này quý vị nói phi nhân quả rồi. Cái bệnh nó đều có cái nhân và cái quả. Quý vị coi một cái cây bắp, nó lên cây, không có cái hạt bắp làm gì có cây bắp. Hạt là nhân. Bất cứ một cái cây nào nó cũng đều có cái hạt đó. Nó không có cái hạt đó thì nó cũng phải có cái cành đó cắm xuống đất thì nó mới thành cái cây đó, đúng không? Thì là nhân quả tương đồng. Vậy thì tất cả chúng ta ở thế gian này, tất cả bệnh tình chúng ta gặp phải đều là từ tạo nhân mà chúng ta gặp quả. Hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị là người tu, quý vị rất bình thản. Đối với xã hội quý vị sẽ giống người ta. Đi đâu thì bịt khẩu trang giống người ta. Bước ra ngoài bịt khẩu trang, đi vô siêu thị bịt khẩu trang, đi vô chợ bịt khẩu trang, đi đến nhà người ta bịt khẩu trang đàng hoàng. Nhưng khi mình đi đến nơi nào người ta bình thản, mình vô cùng tự tại bình thản. Còn mình trở về gia đình mình rất bình thản. Vì sao? Vì mình hiểu được định lực nhân quả. Nếu như mình mang cái bệnh này là cái nghiệp chướng, cái nghiệp sẽ đến, thì dù mình có bịt một chục cái khẩu trang thì mình cũng dính bệnh. Đây là cái bên ngoài. Còn nghiệp duyên á, là nó siêu vượt thời gian, nó không có cái gì chặn nó được cả. Cái nghiệp duyên thì giống như quý vị tu ở đây, quý vị hồi hướng cho ai vậy đó. Thì dù là bên Mỹ đi chăng nữa mà tu ở đây hồi hướng vẫn là đến nơi đó được. Cái phước báo siêu vượt thời gian, không có gì ngăn chặn được. Thì nghiệp duyên nó cũng siêu vượt thời gian. Giống như đứa con hư hỏng nó đến nó gặp mình cũng là nhân quả phù hợp. Hai vợ chồng gần gũi với nhau, đứa con dù nó ở cách xa hàng vạn ngọn núi tu di, nhưng mà tự nhiên nó nhìn thấy mình thì như là chúng ta đối thoại với nhau gần kế bên vậy. Thấy rõ ràng ánh sáng chớp 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 là nó thấy rõ ràng, nó bay lại nhập vào ngay chỗ đó. Tại vì cái nhân cái quả giữa mình với nó phù hợp. Đứa con thiện hay đứa con ác, hay đứa con đến báo ơn hay báo oán, đều là nhân quả mà nó đến gặp chúng ta. Vậy thì bệnh đau chúng ta gặp phải đều là nhân quả. Khi hiểu được định lực nhân quả này thì làm sao? Chúng ta rất là bình thản. Khi cái tâm này mà sống bình thản đó nghe quý vị, rồi vui vẻ, rồi niệm Phật, rồi an lạc bình thường nghe, thì tức khắc khi quý vị gặp bệnh đau cũng dễ trị. Dù có nghiệp chướng thì từ cái nghiệp nặng cũng chuyển thành nhẹ. Vì từ cái tâm mà vui trả nợ và bình thản này nè, nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất luôn. Mà quý vị là người tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhớ nè, mỗi lần mà gặp sự cố trong cuộc đời, một lần mà vượt qua là một lần tiến tu. Mỗi lần mà gặp sự cố, một lần vượt qua là một lần tiến tu. Như bây hổm những đức bị bệnh, bệnh xong rồi những đức còn gan hơn là khi những đức chưa bệnh. Hay chưa? Bệnh rồi thì gan hơn là lúc chưa bệnh nữa. Hiểu cái bệnh này như thế nào, Phật đều sắp xếp cho mình để hiểu được cái nguyên lý của cái bệnh. Khi hiểu rồi mình rất là tự tại.
Nên những đức khuyên quý vị hãy sống những ngày tháng an vui tự tại tự nhiên. Cái tâm của mình làm sao nhớ Phật niệm Phật, và đừng bao giờ có cái tâm hại người, hay là mình có một cái tâm mà gọi là lợi ích mình mà làm hại người khác. Chỉ cần mình có một cái tâm niệm niệm lợi ích cho người thì tức khắc mình sẽ có được cái sự an vui trong cái cuộc đời này. Từ nơi cái chỗ đó mà tự nhiên mình có thể khuyên người ta tu hành, mà người ta có thể tiếp nhận là từ nơi cái chỗ mình an lạc và vui vẻ. Nhớ. Thí dụ như bây giờ chùa mình nguyên một thời gian mà quý vị không đi đến đây được, đi đến đây quý vị thấy nó bình an. Là vì sao? Vì cái đặc biệt nhất của chúng ta là tạo niềm vui cho người khác. Mà niềm vui từ đâu? Từ pháp vị. Nên có nhiều vị năm nay ăn Tết trong chùa nói trời ơi, cái Tết năm nay nó quá trời vui. Mà năm nay là chùa mình ăn Tết là người ta đến đông nhất rồi đó quý vị. Quá đông đó. Vô tự nhiên mấy ngày Tết ở đây tụi nó thoải mái gì đâu, tu cũng có tu được, mà vui chơi cũng có vui chơi được. Ngày bốn thờ tu đều rang, mà chùa mình duy trì bình thường gì. Những đức nói với mấy anh em rằng đừng có bỏ ra thời gian một tháng chờ đi trang trí chùa làm chi. Lấy một tháng chờ đó để mà niệm Phật đó, đừng có đi trang trí cái gì nhiều quá. Mỗi ngày niệm Phật là đang trang trí cái cảnh quan mình đang sống đó. Còn trang trí cái cảnh bên ngoài mà không niệm Phật thì cái đó vẫn khô khan cằn cỗi à. Người thế gian người ta không có tu, nên Tết nhất người ta nào là trang trí đường xá hoa, đường phố chợ hoa này kia đúng không? Còn chùa mình nó phải đặc biệt là phải trang trí từ câu Phật hiệu. Nên chùa mình là cả năm chờ, và cho tới cuối năm chờ cũng niệm Phật, và ngày mùng 1 Tết cũng niệm Phật, ngày nào cũng là ngày niệm Phật. Rồi tối có rảnh thì sinh hoạt chúng một chút, vui chơi một chút là xong. Nhưng cái quan trọng nhất của mình là gì? Là niệm Phật. Vậy thì hàng Phật tử khắp nơi nơi, cái chỗ quan trọng nhất của mình mà gặp được pháp môn tịnh độ đó là gì? Là nắm chắc câu Phật hiệu. Có một câu rất là hay nè quý vị: ti trọng tội vô gián ngũ nghịch, cũng không thể thắng công đức xưng danh. Thấy không? Gọi là tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, rồi giết thầy là bậc A-la-hán, rồi phá hoại hợp tăng làm thân Phật ra máu, là năm tội gọi là ngũ nghịch trọng tội. Mà công đoạn này nói rằng ti trọng tội vô gián ngũ nghịch cũng không thể thắng công đức xưng danh. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được, thường xưng niệm thì tội chướng tiêu diệt. Nên có những người mang nghiệp phá thai hỏi thầy ơi, bây giờ con phải cách nào để mà con hóa giải được cái nghiệp phá thai? Nghiệp phá thai làm sao nặng bằng nghiệp ngũ nghịch trong tội? Nếu như chăng thật trì danh hiệu A Di Đà Phật này thì tội chướng gì cũng tiêu diệt. Quý vị phải nhớ rằng cái nghiệp duyên mà chúng ta đến thế gian này, mà từ con cái bất hiếu với cha mẹ, hay cha mẹ bỏ rơi con cái, hay thầy giáo dạy học trò nhiệt tình mà học trò lại ngỗ nghịch với thầy giáo, tất cả những cái thuận và cái nghịch trong cõi đời này đều là nhân quả phù hợp, có nhân có quả. Vậy thì cái nhân cái quả này trong lục đạo luân hồi này, Phật nói rằng nó không có thể tướng. Nhưng cái bổn nguyện của Di Đà thì có cái bổn nguyện đi tiếp dẫn chúng sanh. Từ nơi đó mà dù là tạo tội ngũ nghịch nhưng quay đầu biết niệm Phật thì vẫn là tội chướng này tiêu diệt. Nhưng mà cái lòng tin khi niệm Phật này là phải cực kỳ, phải có lòng tin cho mạnh. Lòng tin khi niệm Phật này phải cực kỳ mạnh. Có nghĩa là phải gây dựng cái lòng tin này cho thật là mạnh, mạnh nhất trong tất cả những cái tâm nghiệp khác của mình. Thì cái tâm mà niệm Phật này phải mạnh hơn tất cả những ý niệm khác. Những đức thường ví dụ giống như chúng ta trên một đoạn đường đua, mình chạy cùng với rất nhiều người cùng chạy theo mình, nhất định mình phải chạy trước họ. Cái chạy trước này gọi là tín nguyện niệm Phật phải trước họ. Còn tất cả những tạp tâm suy nghĩ vọng tưởng khi niệm Phật rất nhiều, nhưng cái tín nguyện niệm Phật phải mạnh hơn cái tạp nghiệp. Chỉ cần mạnh hơn tạp nghiệp thì nhất định quý vị thành công. Vì tạp nghiệp không có thể tướng, còn tín nguyện niệm Phật thì có cái tướng dẫn dắt mình để đi về thế giới cực lạc.
Nhớ nha quý vị. Nên thí dụ như bây giờ tất cả những người già lớn tuổi thì bây giờ chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ, quý vị thấy pháp môn tịnh độ này tại sao gọi là quá thù thắng? Vì bất cứ một con người nào, dù là bây giờ bị mù, hay là bây giờ bị câm, hay là bây giờ con người này bệnh đau nằm một chỗ, nhưng mà vẫn là tu cái pháp môn tịnh độ này được, nên gọi là pháp môn tịnh độ là pháp tu đệ nhất. Ấn Tổ ngài cứ thường nói cái câu là pháp môn niệm Phật là pháp đệ nhất. Vì sao gọi là đệ nhất? Vì tất cả chúng sanh ai cũng có thể tu được pháp môn tịnh độ này thành tựu. Chỉ có con người nghe mà không tu thì thôi. Chứ nếu như chịu tu thì ai cũng có thể tu được pháp môn tịnh độ này. Nên gọi là pháp môn tịnh độ này đệ nhất vì ai cũng có thể áp dụng mà tu được. Và những đức càng niệm Phật thì những đức thấy rõ ràng. Tuy là nói chỉ có một câu Phật hiệu nghe quý vị, nhưng câu Phật hiệu này chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống. Hình như là trong tất cả cuộc sống, đối nhân xử thế giữa vợ chồng con cháu, giữa anh em bạn hữu, đều là câu Phật hiệu này áp dụng được hết luôn. Áp dụng, hoàn toàn áp dụng được đầy đủ hết luôn quý vị. Thì mười mấy năm nay những đức áp dụng câu Phật hiệu này mà hàng Phật tử người ta về ào ào, người ta sống với mình, người ta tu với mình, là quý vị coi phải là rõ ràng như đức áp dụng có kết quả không? Nó kết quả rõ ràng. Nhưng quý vị biết rằng cái đặc biệt vô cùng là một người thầy hướng dẫn quý vị, mà quý vị đến với họ lâu ngày mà nó không có bị tác dụng phụ là cái điểm này nè quý vị. Kinh nghiệm nè. Khi mình đi về chùa mình tu thì mình nghe ông thầy này hướng dẫn, mình thấy cái gì hay mình làm. Mình làm kết quả thì tiếp tục mà làm để cho nó có kết quả, áp dụng cho nó có kết quả. Là mình quý trọng ông thầy này, là mình nghe ổng rồi mình làm những cái việc ổng nói ra có lợi ích, mình chân thật làm. Thì ổng nói ra thì cũng mong mình được lợi ích, thì mình làm được lợi ích thì ổng mừng giùm cho mình. Chắc chắn là như vậy. Còn cái gì ổng nói mà mình nghe không hiểu thì thôi mình cho qua đi, khỏi càng nặng nề chi. Còn cái nào mà mình nghe mình hiểu được mình làm trước đi. Chứ mình đừng bao giờ mà mình cảm mến đến mức mà mình dính mắc này kia đồ là mình sẽ thất bại. Nên cái cách hướng dẫn của những đức là tự nhiên, vừa ban đầu nghe như là nó không tiến lại gần được, nhưng mà càng nghe về sau thì nó tiến gần từ 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 từ. Nên chúng ta có thể biết nhau và có thể chơi chung với nhau 10 năm 20 năm được. Nó không có cái chuyện mà gặp nhau vừa gặp cái là nó sát lá cà sát bên, nhưng mà có mấy tháng bắt đầu chia tay, không có gì. Cái cách hướng dẫn những đức nó không có như vậy. Có nghĩa là không phải vừa nghe cái là kết liền, mà phải nó ngấm ngầm từ 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 từ. Giống như quý vị nấu đồ ăn mà bị muối đậu hũ đây nè, muối xả đậu hũ phải không? Thì bây giờ mình ớp vô làm sao mà cho nó thấm rồi chiên nó mới ngon đúng không? Nó phải từ từ chứ không phải mà vừa ớp cái thấm liền, không phải. Mà nó phải từ 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 từ, nó tiến từ từ từ. Khi hiểu rồi tự nhiên chúng ta biết nhau trở thành như là những người tu chung, mà có thể tu rất lâu dài mà không bị tác dụng phụ. Ngay cái chỗ là đừng nên quá thân với nhau. Nhớ, đừng nên quá thân với nhau. Và thêm cái nữa là hàng Phật tử đi về đây, những đức hướng dẫn vì niệm Phật, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi đâu chỗ này chỗ kia, mình đi chỗ này chỗ kia, phóng sanh đi chỗ nào, mà chúng ta chỉ có khuyên nhau tự quý vị làm. Còn những đức cứ lo ở chùa, mình lo cái việc ở trong ngôi Tam Bảo. Những đức thấy cái cách này rất là hay, cái cách này rất là hay. Và tất cả mấy thầy mấy chú trong chùa mình cũng vậy, không có một chương trình gì đi đâu, nên họ mới yên, họ ở trong ngôi Tam Bảo. Rồi thêm cái này, chùa mình tặng tượng Phật như sách sử Diếu Quan Âm Bồ Tát nè. Như đức điện lên thành phố, như đức đặt 500 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và 100 pho tượng A Di Đà và 100 pho tượng Đại Thế Chí để tặng trong cái dịp mà Diếu Quan Âm Bồ Tát. Nếu năm nay mà nó thuận tiện, coi chừng những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày luôn á. Tại vì cái ngày thứ bảy hình như là ngày 18. Ủa, cái ngày chủ nhật là ngay ngày 18, mà ngày thứ hai là nó ngày 19 Diếu Quan Âm. Có chừng những đức lấy luôn ngày 17. Tại vì sao? Nếu như mà cái ngôi chùa mới mà lại nha, là có chừng những đức lại thử năm nay 1500 lại luôn á. Thay vì mình lại được 1000 lại rồi đúng không, bây giờ mình lại thử 1500 lại thử coi nó khỏe hay sao quý vị. Cái môn lại này thì công nhận là càng lại nó càng khỏe thiệt à, nhưng mà phải kiên nhẫn lắm á đó. Thì ngày 17 18 19, nếu mà thuận tiện á nghe, để cuối cùng những đức lên chương trình thử coi, hỏi kỹ hòa thượng thử coi, thì
Ngày 17 chúng ta lại ngay chỗ Tổ đình Hộ Pháp. Ngày 17, ngày 18 chúng ta lại ngay Đại Tùng Lâm. Ngày 19 chúng ta lại ngay ngôi chùa mới. Ngôi chùa mới mà an vị Phật mà lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì thôi, cái này là an vị Phật đúng nghĩa đặc biệt. Thì cái ngôi chùa mới bây giờ thì công phu sáng tối rồi đó, thờ khóa rồi đó. Nhưng tượng Phật thì đầu tháng 2 tới mới đem về, chánh điện thì xong hết. Mà còn xây nhà, một số dãy nhà đang xây bên đó vậy. Nói quý vị coi, Hòa Thượng ngày 81 tuổi rồi đó, mà ngài còn lặn lội, ngài đi coi công trình, ngày nào cũng qua đây cầm gậy đi vòng vòng chùa, hối thúc làm cho nhanh, thấy cũng tội nghiệp. Nên quý vị thấy không, cái người niệm Phật lạ vô cùng. Những đức thì chuyên niệm Phật, chứ những đức đâu có biết gì xây dựng đâu. Thì tự nhiên Phật A Di Đà ngài đem mình đi ghép phù hợp. Quý vị mà nghe những đức nói chỗ này, vì coi phải phù hợp quá không. Cái này có ai mà đi mong mỏi, có ai mà đi kiếm tìm, có ai mà đi đi giành giật đâu quý vị. Quý vị nghe nè, bây giờ tự nhiên những đức ở trên Đà Lạt đi xuống dưới đây, là tự người ta đưa đẩy, người ta đưa những đức đi. Thì những đức đi xuống đây lại gặp ngay ở đây. Mà Hòa Thượng mình thì ngài xây chùa mà ngài không có thuyết pháp à. Còn những đức thì chia sẻ Phật Pháp mà không xây chùa. Những đức thì thích nuôi con người mà xây chùa không được. Hòa Thượng thì vừa muốn xây chùa mà muốn nuôi con người, nhưng mà phải cần mình để nuôi con người. Tự nhiên hai người ghép lại thành một luôn, giống như song kiếm hợp bích vậy. Lạ chưa? Nên từ nơi chỗ điểm này mà như Đức nói, nó công nhận nha, câu Phật hiểu này ngộ hay thiệt. Chứ bây giờ mà nếu mà ghép mình mà gặp ngay cái người mà thuyết pháp gì thì không lẽ hai người thuyết pháp? Mà người đó không chịu xây chùa mà gặp mình cũng không xây chùa, thì chùa đâu ở? Thấy lạ không quý vị? Nên nó càng ngẫm nghĩ ra thì mới thấy, trời ơi, câu Phật hiểu này gì đâu mà hay, gì đâu mà quá hay. Nếu như bây giờ mà mình muốn mình tự làm thì cái sự trở ngại nó cực kỳ lớn. Nhưng mà tự nhiên mình cứ chăng thật niệm Phật thôi, thì Phật tự sắp xếp cho mình. Thì duyên tới bao lâu thì mình chăng thật mình làm như vậy. Còn cả đời thì tốt quá, còn nửa chừng hay là bao nhiêu ngày tháng gì kể nó. Còn ngày hôm nay bình yên ngồi đây được gì là quý ơi. Qua chặng dịch bệnh mà vẫn còn gặp những gương mặt này là mừng. Đúng không? À, vậy là được rồi. Ồ, ta gặp nhau miễn sao cười được là được rồi, đúng không? Quý vị ai ngồi đau chân cứ thẳng chân rồi đi quý vị. Những đức từng ngồi, những đức cũng biết đau chân lắm, thông cảm hết. Quý vị thẳng chân lên, không phải thẳng lên Phật mà thẳng ngay cái mặt những đức nè. Không có sao đâu. Chúng ta trời ơi, những đức ngồi đây cũng đưa chân xuống với quý vị mà. Quý vị đưa chân lên quề. Chúng ta là những người cùng tu thôi, cái gì đâu. Nói gì cái chuyện cao xa cho nó mệt, đúng không? Cung kính là quý vị lo niệm Phật, cung kính là quý vị tu, rồi cung kính là quý vị nghe Pháp xong quý vị về hòa thuận gia đình. Mình là người học Phật, chồng mình hay vợ mình hay con mình nó chưa học Phật. Người ta đó là người chưa học Phật thì người ta có những hành động nó ngược lại người học Phật của mình. Thì mình là người học Phật làm sao mình hòa nhập được, chứ mình đừng có kêu người ta hòa nhập với mình. Tại vì người ta đâu có học Phật đâu, người ta có cái nghĩ cái làm của người ta về mặt thế gian. Còn mình thì là người học Phật mà mình kêu người ta hòa nhập với mình thì điều đó không có được. Mình học Phật mình hiểu chữ nhẫn thì mình hòa với người ta trước đi. Muốn chuyển xây người ta thì hòa với người ta mới chuyển xây được người ta. Đúng không? Nên từ nơi đó đó, như vậy quý vị mới là cung kính. Nghe rồi chăng thật về làm. Biết nhẫn nhịn người thân không biết tu, đó là cung kính. Chứ quý vị thẳng cái chân khi đau quá ngay cái mặt như đức nói bất kính. Tôi có nói cái này bất kính. Cái bất kính thì cung kính là từ cái tâm quý vị. Nếu như quý vị là người thật sự đời này niệm Phật muốn giảng sanh là cung kính đó. Còn bao nhiêu cái hình thức quý vị có lại 100 lại đi chăng nữa, mà quý vị không lo tu để đời này giảng sanh, cái đó là không có cung kính gì chứ. Cái người cung kính là thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc là cung kính, hiểu không? Mà khi quý vị giảng sanh thì cực lạc rồi, đối với chữ hiếu là tròn vẹn, đối với ơn nghĩa của thầy là tròn vẹn, đối với anh em chị em, đối với bạn bè đều tròn vẹn hết. Chỉ cần đúng mục tiêu giảng sanh thì cái gì cũng tròn vẹn. Còn không giảng sanh thì thôi được rồi, xạo. Không giảng sanh là xạo. Tất cả những gì chúng ta nói đều là vứt bỏ hết đi, vì chúng ta không được giảng sanh.
Nên mục tiêu chúng ta niệm Phật là để làm chi? Đời này nhất định phải giảng sanh. Nên nghe qua công đoạn này ha, dù tội ngũ nghịch đi chăng nữa mà câu Phật hiệu vẫn giải quyết được. Vì thanh kiếm, danh hiệu Đức A-di-đà, hễ chi niệm thì ma duyên không gần được. Đó, hay chưa? Nên tất cả những người mà bị hương linh nhập đồ này kia, nếu mà họ chịu niệm Phật thì giải quyết được liền gì đâu. Nhớ niệm Phật chứ không phải là dẹp người ta. Mình duy trì mình niệm Phật chứ không phải mình dùng câu Phật hiệu để mà dẹp người ta, đè người ta, không phải nha. Nếu mình dùng câu Phật hiệu này mà có tâm đấu đá, nó không phù hợp vào bổ nguyện đâu. Mình chỉ cần lo niệm Phật là được rồi. Mình chỉ cần niệm Phật là có bổ nguyện gia trì, Phật quang phổ chiếu, thì tức khắc những cái ma duyên không gần gũi được với mình để mà quấy rối. Nhưng phải dùng cái tâm hoan hỷ, khoan dung tha thứ để niệm câu Phật hiệu này thì tức khắc kết quả liền. Dù bất cứ cái nghiệp duyên gì, bệnh đau gì, ngủ không được hay là ăn không ngon gì, tức khắc quý vị niệm câu Phật hiệu này giết là nó chuyển biến hết trơn. Còn nếu như thọ mạng mình đến thì nhất định Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình về cực lạc. Ấn Tổ nghe nói một câu mà như Đức có thường nhắc hoài câu này nè: người niệm Phật khi gặp bệnh đau thì tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Câu này cứ để trong tâm mãi đi ha. Nên tất cả những người chúng ta, dù mình đã từng tạo nghiệp gì lớn cỡ nào nghe, nhưng bây giờ nghe tịnh độ rồi bám chắc câu Phật hiệu này đi là có kết quả. Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Nghe rõ chưa? Có những người nói con niệm Phật mấy năm mà sao con vọng tưởng nhiều quá, con chán quá thầy ơi. Nè, công đoạn này nói rõ ràng nè: trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của chúng sanh, là bệnh chung á, là ai niệm Phật cũng có vọng tưởng hết chứ. Vì mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng. Quý vị sanh đến cõi đời này, lục căn tiếp nhận lục trần. Nó tiếp nhận lục trần mà quý vị nói nó không vọng động, mà muốn dẹp cái vọng động này thì làm sao quý vị có bản lãnh đó? Nếu nói rằng niệm Phật không còn vọng tưởng mới được giảng sanh, như vậy thì đoạn duyên tất cả chúng sanh niệm Phật. Còn niệm Phật mà vọng tưởng vẫn được giảng sanh thì mới gọi là pháp đại thù thắng. Pháp này gọi là pháp đại thù thắng là vì sao? Vì mục tiêu niệm Phật là bạn dù có vọng tưởng nhiều cỡ nào, nhưng mà lòng tin về cái sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, bạn luôn luôn tin tưởng con niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Cái chỗ niệm Phật giảng sanh là do lòng tin Ngài đến tiếp dẫn, chứ không phải là dẹp tất cả vọng tưởng niệm Phật mới giảng sanh. Mà người nếu dẹp được nhiều vọng tưởng chừng nào thì giảng sanh càng thù thắng chừng nấy. Chứ không phải nói rằng là phải dẹp sạch vọng tưởng thì người này niệm Phật mới giảng sanh. Mà mục tiêu tổ sư đưa ra người niệm Phật giảng sanh là bạn có tính nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Công phu sâu là vọng tưởng của chúng ta đoạn mắt nhiều. Còn công phu mình cạn thì là mình tính nguyện niệm Phật cũng được giảng sanh. Tại vì giảng sanh có chín phẩm sen vàng, chúng ta miễn được giảng sanh dù là phẩm hạ cũng ngon, đúng không? Đó. Bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói, nếu như quý vị mà càng tu sâu chừng nào, pháp vị càng cao gì nấy thì càng tốt, thì tốt. Còn nếu như nói mà còn vọng tưởng mà không được giảng sanh gì thì đoạn rồi. Nhiều chúng sanh sẽ không muốn niệm Phật nữa là xong. Đó, nên tất cả quý vị nghe chỗ này rồi, tự nhiên mình thích niệm Phật. Bây giờ tập thành thói quen niệm Phật đi. À, cuộc đời những đức á, bây giờ cô động lại thành một câu Phật hiệu, chia sẻ thành một câu Phật hiệu mà người nào nghe qua một lần nhất định là ấn tượng. Cái chỗ gì? Cô động thành câu Phật hiệu. Cô động thành câu Phật hiệu. Quý vị coi những đức đi đâu, cái là những đức bắt cái điệu niệm Phật nó vang 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 chứ. Những đức qua bên bảo tháp bên kia, những đức bắt một cái lo niệm Phật ở trên ngay cái bảo tháp thiệt là cao cho nó, để cho nó vang 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 đi ra nhà người dân, và nó xuyên qua bên cái đường bên kia, bên cái đường lộ. Đừng chi vì biết không, kẻ đi qua người đi lại nghe một câu Phật hiệu. Còn chùa mình làm chiếc xe tang á, nguyên một tượng Phật A Di Đà đứng dẫn đường, chở xe quan tài mà đi đưa lên đài quả táng á, là tượng Phật A Di Đà đứng trên cái đầu xe. Mua chiếc xe làm cái xe chở quan tài, chừng nào các cụ mắc thì thành xe quan tài, chừng nào các cụ mà đi thiêu xong thì trở thành xe thường làm việc đó.
Hôm qua đưa đi đài quá tán thì thành cái xe quan tài liền xe Phật nghe, chứ không phải xe rồng. Xe rồng, rồng vẫn còn là súc sanh. Thôi chúng ta làm xe Phật, Phật đưa đi luôn đó. Nên cái tượng Phật A Di Đà đứng ngay cái đầu xe bự, cao khoảng thước mốt, thước hai vậy đó. Nó chạy ngoài đường để chi? Mỗi một chúng sanh chỉ cần nhìn qua pho tượng A Di Đà Phật là gieo cái duyên đắc độ về sau. Nên tất cả những người mà thấy qua chiếc xe của mình, xung quanh toàn là hình Phật Tam Thánh, ở trong là tiếp dẫn hình bên trong chiếc xe, nên chạy ra ngoài đường, chạy một vòng thì kết duyên bao nhiêu chúng sanh thấy qua hình tượng Phật A Di Đà thì gieo cái duyên đắc độ về sau. Có nghĩa là đến thế gian này dùng đa dạng phương tiện, người nghe kết duyên, người thấy kết duyên, và người tiếp nhận để tu thành tựu, không thành tựu thì kết duyên. Chân thật làm chỗ này vì mình kiên nhẫn cái chỗ gì? Vì nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ gặp nhau lại và mình sẽ có duyên khuyên nhau niệm Phật thì nhất định sẽ giúp họ. Còn bây giờ họ chưa nghe mà họ chỉ cần nghe được câu Phật hiệu, thấy tượng Di Đà cũng là kết duyên. Dùng đa dạng phương tiện để giúp cho chúng sanh kết duyên được danh hiệu A Di Đà Phật. Nên mình đi xuống dưới đây thì cái sức kết duyên của mình quá rộng, rộng vô cùng. Bây giờ chờm sớm ở đây bao nhiêu trăm hộ, hơn ngàn hộ, người ta đều là kết duyên với chùa mình. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe chứ, mình là người tu hành, dù là mình ở trong chùa, nhưng đối với cái chuyện chòm sớm láng giềng quan trọng lắm á. Cho quý vị biết á, những Đức áp dụng cái câu này là đơn giản người xưa người ta áp dụng. Lúc những Đức còn nhỏ nhỏ, thí dụ như người ta muốn đi đến nhà đó, người ta coi cô gái đó đi, cái người ta cho một hai người trong gia đình lớn lớn hiểu biết á, không phải đến nhà cô gái đó mà đến cái nhà gần nhà cô gái đó, hỏi hỏi cô ở đây mà cô biết gia đình đó đó, con bé gái đó gì đó, cô biết không? À, biết chứ, gần nhà mà. À, dạ con hỏi thật lòng cô là gia đình đó được không cô? Bé gái đó nó có bạn trai chưa? Nó đàng hoàng không? Gia đình nó sống ở chòm sớm làm sao? Anh em dòng họ sống hòa thuận không? Thấy không? Đó, ta hỏi cái người chòm sớm, hỏi phải không? Thì bây giờ mình học Phật mình nghĩ rằng dù mình ở trong chùa, nhưng mà nếu cái ngôi chùa này mà chòm sớm không ưa thì chắc chắn ngôi chùa này có vấn đề. Nếu như cái ngôi chùa mà chỉ có cái người tu xung quanh thì mới vô trong ngôi chùa đó, mà cái người chòm sớm người ta không ưa ngôi chùa đó, cái ngôi chùa này có vấn đề nè. Bị để ý nha, cái ngôi chùa này chỉ có người ở xa, thiệt xa mới đến, còn người gần không đến. Người gần nghe đến ngôi chùa này là không thích thì ngôi chùa này chắc chắn ông vị chủ trì này có vấn đề 100%. Nó từ nơi đó mà dù mình ở trong chùa nhưng mà mình kết duyên cái chòm sớm nó rất là thân mật. Trong cái lúc khó khăn cái mùa dịch, nào là có rau củ quả chia cho chòm sớm láng giềng, nào là Tết nhất đem gạo để mà gọi là phát lộc đầu năm cho chòm sớm. Nên bây giờ hơn 1000 hộ xung quanh đây tự nhiên kết duyên cái chùa mình, phần nhiều tự nhiên ai cũng biết niệm Phật, ai cũng nghe được câu Phật hiệu hết trơn xung quanh chòm sớm láng giềng. Nên bây giờ chúng ta là người nghe đạo, bây giờ mình áp dụng làm sao mà chòm sớm láng giềng ai cũng cảm thấy quý mến mình. Ngày xưa mình chưa tu thì cái tâm địa của mình nó hẹp hòi ích kỷ, bây giờ mình tu rồi mình mở rộng cái tâm mình ra. Mình tu là cái việc của mình, nhưng mình sống với tất cả con người, mình làm sao mình đem Phật pháp á, mình áp dụng chung chung với họ, chứ mình đừng có cứng nhắc Phật pháp mà khi người ta chưa tiếp nhận mình thì tức khắc cái duyên như vậy nó mới thù thắng đó. Nên á, quý vị phải nhớ là phải đem Pháp môn Tịnh độ này chân thật mà giới thiệu, vì nó quá thù thắng rồi. Nên tất cả những người mà nghe những Đức chia sẻ qua những công đoạn này, tức khắc quý vị sẽ thích niệm Phật, hay tất cả những vị tăng đi chăng nữa, dù bây giờ mình không có tu Tịnh độ đi chăng nữa, mà nghe với những Đức nói bảo đảm bị thấm, thấm chắc luôn. Vì sao? Vì cái người này không có gì đặc biệt ấy, chỉ có đúng cái đặc biệt là nắm câu Phật hiệu, chỉ có ngay chỗ này thôi, còn ngoài ra họ không có một cái gì đặc biệt cả. Vậy mà đi tu bây giờ có thể hướng dẫn người ta đông như vậy, còn mình rất là có học thức, tại sao mình không hướng dẫn được? Vì mình không nắm chắc câu Phật hiệu. Đức Phật đã nói rằng thờ mạt pháp này niệm Phật thành tựu. Như vậy thì thờ mạt pháp này niệm Phật là chúng ta tu trong thời kỳ chánh pháp. Tuy là nói mạt pháp, nhưng nếu quý vị tin Tịnh độ là chánh pháp, còn nếu như quý vị tu các pháp khác là mạt pháp. Nhớ nha,
Bỏ tịnh độ mà tu các pháp khác là quý vị tu trong thờ mạt pháp. Còn nếu trong thờ mạt pháp mà tu tịnh độ niệm Phật chuyên nhất là quý vị đang ở trong thờ chánh pháp. Đức Phật đã quyền ký mà. Thờ mạt pháp nhiều người tu nhưng không có người đắc đạo. Chữ đắc đạo đây là tu pháp tự lực. Không có người đắc đạo thì là mạt pháp. Duy chỉ có những người chí nguyện niệm Phật kiên cố thì được giảng sanh. Giảng sanh là quý vị đúng như lời Phật nói, là quý vị đang tu trong thời chánh pháp. Nếu như trong thời của Đức Phật còn tại thế mà quý vị tu không môn tịnh độ vẫn là chánh pháp, lạ như vậy. Mà nếu là trì giới thì là chánh pháp trong thời Đức Phật còn tại thế. Mà 1000 năm sau thời tượng pháp mà tu thiền định là chánh pháp, mà niệm Phật cũng là chánh pháp. Mà trong thời mạt pháp mà niệm Phật thì càng là chánh pháp, chánh pháp, chánh pháp. Đúng là câu Phật hiệu này nó thù thắng. Tại vì sao? Vì thời của Đức Phật thì Đức Phật giảng quán vô lượng thọ kinh, thì bà Vi Đề Hy bà khổ vì gia đình vô cùng, mà những người tùy tùng bên cạnh bà nghe Đức Phật nói về thế giới cực lạc. Quý vị phải nhớ rằng nghe cái căn tính bà Vi Đề Hy là đương cơ, nên khi nghe quán kinh vô lượng thọ một cái mà Đức Phật không có nói chỉ thẳng thế giới cực lạc, mà Đức Phật dùng thần lực mà thị hiện trước mặt bà bao nhiêu cảnh giới gì mà bà chọn ngay thế giới cực lạc, thì quý vị biết cái căn tính bà cỡ nào chưa? Thì trong thờ đó đó là người ta đã thành tựu pháp môn niệm Phật à, nên cũng gọi là chánh pháp. Nó còn thờ tượng pháp vẫn có người niệm Phật thành tựu nên cũng gọi là chánh pháp. Vậy thì pháp môn tịnh độ này từ khi Đức Phật thuyết pháp, pháp môn tịnh độ này luôn luôn phù hợp ba căn, thượng trung hạ đều phù hợp hết hoàn toàn, rất là đặc biệt, quý vị thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta mà gặp tịnh độ rõ ràng là gặp báu vật, báu vật vô giá. Nên những đức bây giờ mà chia sẻ Phật pháp là gì? Cô động câu Phật hiệu này. Phải nói làm sao cô động ngay câu Phật hiệu này, người mà nghe nhất nhất định sẽ giải quyết được vấn đề. Quý vị mở rộng cỡ nào đi chăng nữa cuối cùng lạc mất tiêu à. Giảng thiệt là nhiều nhưng mà mở rộng quá nhiều lạc mất tiêu. Chỉ cần quý vị cô động ngay câu Phật hiệu này, người ta chỉ cần nhớ ấn tượng. Bây giờ họ chưa tin đâu, họ chưa tin, có những người họ nghe họ chưa tin đâu. Nhưng mà khi họ gặp sự cố trong cuộc đời của họ, sự cố mà không biết bướng biếu vào đâu, thì lúc đó quý vị sẽ coi, họ sẽ nhớ lại lời của mình là họ sẽ niệm Phật. Vì sao? Không biết bướng biếu vào đâu hết thì niệm Phật. Bây giờ giàu sang vô cùng kêu niệm Phật chưa đâu, đúng không? Rồi mai mốt khi gặp sự cố trong cuộc đời, họ nhớ lại là gì? Ông thầy đó, ông nói bướng biếu câu Phật hiệu đi, sẽ có kết quả. Nên từ nơi đó mà trong thời gian gần 1 tiếng đồng hồ, chúng ta chia sẻ niệm Phật lễ Phật là phương pháp thù thắng nhất trong thời kỳ mạt pháp. Quý vị cố gắng ở nhà giữ 2 thời tu. Như từng trước những đức nói rằng, mỗi một người Phật tử ở nhà của mình là một ngôi chùa nhỏ. Nhớ nghe, đủ duyên đi đến đây, nhưng ngôi chùa nhỏ ở nhà đó đó phải bổ túc cho dày nghe chưa. Chứ đừng có nói ông thầy này ở chùa này có thầy là con yên tâm. Không có yên tâm. Vì sao? Vì có lúc dịch bệnh quý vị sẽ không đi đến đây được, làm sao yên tâm. Cái yên tâm nhất quý vị là 6 ngày ở nhà mà niệm Phật á. Còn đi đến đây có 1 ngày, nếu đi đến đây được 1 ngày mà 6 ngày không niệm Phật, không lẽ 1 ngày ăn 6 ngày nhịn. Còn quý vị ở nhà niệm Phật được thì 6 ngày ăn ngon lành, còn 1 ngày đi đến đây cũng được ăn, đúng không? Còn nếu không được đi đến đây thì ở nhà cũng được ăn. Nên rất là nhiều người nghe Phật pháp mà không biết bồi dưỡng cái gia đình mình là một ngôi chùa, mà cứ là muốn chạy đi đến chùa mới tu được. Tầm bậy. Phật pháp thì ở đâu mà không có Phật pháp? Thì chúng ta cứ nghe Phật pháp rồi đem áp dụng trong gia đình. Gia đình có ngôi tam bảo thì phải có phương pháp tu. Bây giờ niệm Phật lễ Phật là một phương pháp tu, chỉ có 1 tiếng 5 phút thì được rồi. Vậy thì cứ là ở nhà mà niệm Phật, rồi lúc nào sắp xếp được thì đi đến đây. Còn nếu tuổi già muốn vô đây luôn thì hạ thủ công phu đi vào đây luôn, rồi để ở tù luôn. Còn lúc nào lễ lộc đi đến đây được thì đi đến đây kết duyên. Còn nếu như có chặn dịch bệnh hay gì mà không đi đến đây được thì con cũng ở nhà tu được, vì con có ngôi chùa nhỏ nhà. Đó là có ngôi tam bảo đàng hoàng hết chưa? Có phương pháp tu đàng hoàng. Mỗi ngày nghe 2 thời chia sẻ có 1 tiếng.
gọn ghẽ, cô động ngay câu Phật hiệu để nhăn nhắc mình niệm Phật. Vậy thì quý vị mỗi một người đi đến đây là nhà có chùa hết trơn à, nhà nào cũng có chùa hết trơn á. Rồi hiệu hộ niệm thì sao? Có phương pháp hộ niệm luôn. Bây giờ quý vị nói bây giờ lỡ con cái gì á, con đi kêu ban hộ niệm, lỡ đi kêu người ta mà lúc cái lúc người ta đi hộ niệm ở đâu rồi sao? Nên mình bây giờ mình phải hộ niệm luôn. Chắc ăn là mình phải hộ niệm luôn cho người thân mình. Khi gia đình mình có cái gì thì tất cả người trong nhà của mình cùng ngồi xuống để hộ niệm cho nhau. Vậy thì phải làm sao? Thì lúc bình thường này hai vợ chồng đứa con cùng ngồi với nhau niệm Phật hộ niệm đi. Lỡ cha hay mẹ mà bất tử thì còn hai người thì hộ niệm cho nhau nghe. Thì đã tập cho nhau quen hết rồi, lúc bất tử thì tức khắc sẽ biết hộ niệm cho nhau. Hay, đừng có cái gì cũng đi trong quý ông thầy nghe chứ, trong mấy ông thầy coi chừng quý vị thất vọng đó. Cuối cùng dịch bệnh mấy ông chạy mắt dép, gặp ông cũng gặp không được luôn, đúng không? Mình trong mình, trời ơi, Phật Pháp nói á, là tự mình đốt đuốc mà đi, mà mình nghe Phật Pháp mình không chịu cầm đuốc mà đi, mà mình đi trong mấy ông thầy, trong mấy ông thầy có ngày hụt hẳn chết. Trời trời, có khi mấy ông nói đầu này mà làm đầu nọ, nói cái này mà làm cái kia. Có khi những đức trước mặt quý vị nói ngon lành nhưng mà những đức làm khác thì sao? Ai biết được. Nên cái điều tôi hướng dẫn là điều tốt thì làm, còn cái điều nào mà thấy nó không được thì cho qua. Vì sao? Phàm tăng chưa có đắc quả chứ là phàm tăng chứ gì. Là phàm tăng, đừng có đặt hoàn toàn niềm tin vào đây, coi chừng thất vọng. Bây giờ nó nói mạnh dạn, nó nói ngon vậy, có sau lưng làm tầm bậy á, đó là phàm tăng mà. Từ nơi đó đừng có thất vọng con người. Đây vẫn là con người thôi. Chỉ cạo đầu đắp y lên thì nói là ông thầy, đệ tử Phật, chứ làm đâu có đúng lời Phật dạy đâu. Thì quý vị đi mất lòng tin với con người phàm tăng này làm gì, đúng không? Đó, bây giờ quý vị tự có lòng tin với mình là người học Phật đi. Phật Pháp tuyệt vời nên hơn 3.000 năm nay mà Phật Pháp vẫn là còn tồn tại giải rộng khắp nơi nơi, là Phật Pháp á, là tuyệt vời đó. Còn có người học Phật này nè, thì có người này người kia, người nọ. Nên đừng bao giờ ai nhìn hình tướng của người xuất gia mà đi mất lòng tin với Phật Pháp là quý vị dạy khờ lắm. Nhớ nghe, đừng bao giờ mất lòng tin với Phật Pháp qua hình tướng người xuất gia. Vì người xuất gia cũng như quý vị chứ không có gì khác cả. Chỉ là cái duyên đi cạo cái đầu giống như quý vị bữa nay để tóc. Bây giờ quý vị đưa cái đầu những đức cạo, cái những đức đắp y cho quý vị, thì người ta gặp quý vị nói, dạ con chào thầy. Chứ thật sự hôm qua quý vị cũng là hàng cư sĩ bình thường thôi. Bây giờ quý vị cứ coi này, những đức 13 năm ở trong đạo học Phật, thì đối với Phật Pháp á, những đức chỉ biết niệm Phật. Đối với giới luật này kia những đức vẫn là không có biết. Nhưng những đức chỉ biết niệm Phật và những đức áp dụng làm sao cái cuộc sống giữa con người với nhau. Mình thay đổi lại cái hành động của mình, là ngày xưa mình đến với người mình đều có thủ đoạn, nhưng bây giờ mình đến với người mình không muốn như vậy nữa. Ngày xưa thì mình keo kiệt, mình rít rắm, mình chỉ biết của mình, không biết cho ai. Bây giờ mình biết chia sẻ cho người, chỉ có vậy thôi. Chứ ngoài ra thì cái việc mà quay nghi giới luật những đức không biết. Những đức chỉ biết niệm Phật thôi. Thì bây giờ nếu những đức để tóc lại là chú Hiền ngày xưa, bây giờ những đức cạo đầu đi là ông thầy Những Đức. Bây giờ quý vị tin vào ông thầy Những Đức, cuối cùng ông thầy Những Đức này ông dở quẻ ăn cái, không lẽ quý vị cắn lưỡi tự tử. Nên những đức khuyên quý vị tin ai? Tin vào bổn nguyện Di Đà, chân thật mà niệm Phật, thì quý vị là đệ tử ngoan của Đức Thích Ca Mâu Ni. Để thầy của chúng ta là ai? Là Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhớ, thấy không? Nó có một đoạn ngắn như Đức chia sẻ đó. Cuộc đời của người tu thì ai cũng sẽ gặp kiếp nạn. Bây giờ đừng có tạo ra cái việc gì. Là bây giờ tôi hướng dẫn quý vị có một nhóm Phật tử đi theo tôi. Sau này lỡ tôi gặp một cái điều gì thì tự nhiên cũng có một nhóm người này, nhóm người kia đều là người tu chơi với nhau. Tôi không muốn điều này xảy ra. Tôi có như thế nào tôi tự giải quyết vấn đề. Tôi không bao giờ muốn tất cả những người nghe tôi đi dùng những lời này lời kia đấu đá với nhau trên mạng. Tôi không bao giờ dùng cách này. Tôi hướng dẫn quý vị, tôi gặp kiếp nạn là tự tôi vượt qua. Dù có bị cái gì cũng tự tôi vượt qua. Đó là chuyện của tôi. Tôi là người hướng dẫn quý vị tu, quý vị cứ lo tu. Còn quý vị gặp kiếp nạn thì tự mình giải quyết vấn đề, lo mà tu để vượt qua. Còn tôi gặp kiếp nạn cũng tự vượt qua. Còn nếu như bây giờ ông thầy này lỡ có gặp kiếp nạn gì, tự nhiên một vàn đệ tử chạy theo đi đấu đá với người ta, thì cả đám gọi là mê hoặc điên đảo. Đúng là kẻ mù dẫn nguyên một nhóm mù đi theo, nhảy xuống sông chùm chùm. Thấy không? Đó, những điều những đức chia sẻ đây dù sao này có tác dụng phụ gì đi chăng nữa, mỗi một người đều nghe tịnh độ rõ ràng hết.
nắm chắc câu Phật hiệu tôi cũng vậy thôi. Tu mà làm gì không có kiếp nạn quý vị, tu mà làm gì không có thử thách. Chúng ta tính trước đi, vậy thì rất là thoải mái tự tại của ngày hôm nay. Gặp nhau gì là quá đặc biệt rồi. Một chút ăn cơm thì người cầm hộp cơm. Bên đây có sắp nguyên hàng ghế vậy, ghế đá bên đây nè, ngang qua bên đây. Chuẩn bị không? Bây giờ không có ngồi với nhà ăn được thì bây giờ chúng ta cầm hộp cơm. Người thích ngồi ở đây ăn thì ngồi chỗ nào cũng ăn cơm được. Còn người thích tranh thủ về nhà thì cầm nguyên một bịch cơm đem lên xe. Chúng ta niệm Phật lên chiếc xe của mình đi đó đó. Mỗi một vị trưởng đoàn cầm theo một cái lo điều niệm Phật gì tùy duyên quý vị. Rồi đi lên trên xe là khi ăn cơm bắt điều niệm Phật lên, ngồi ăn cơm giống như trong chùa vậy đó. Rồi ăn cơm xong, rồi bắt đầu uống nước xong, bắt cái điều niệm Phật hộ niệm lên. Nhận đức niệm câu quý vị niệm theo. Từ đây về tới nhà thì không có mắc công phu gì hết trơn. Đi một tiếng thì niệm được một tiếng, còn ai buồn ngủ thì ngủ, thức dậy thì niệm. Cứ như vậy thì công phu của chúng ta lên xe vẫn duy trì được công phu đặc biệt vô cùng quý vị. Rồi sau này nhà ăn xong rồi ổn định lại. Còn bây giờ thì sắp xếp gì đó quý vị cứ xuống dưới đó. Thí dụ như bây giờ ăn cơm thì Nhân Đức nói thôi, bây giờ quý Phật tử chắc cũng hiểu, thiền hộp cơm với bịch sườn thôi. Còn quý vị có ăn thì lấy chai nước tương xịt xịt vô đại đi quý vị. Thế bây giờ mà lôi ra nấu canh nấu đồ mấy cô cực quá, nó ngồi đứng ngoài nắng đồ, nó làm thấy tội ghê. Vô trong cái chỗ nấu ăn bữa nay tàu cái nhà xe của Nhân Đức, nó đưa vô vị trí nó nóng quá trời nóng luôn, mà thấy mấy cô mình đúng là nó cũng nhiệt tình. Thực sự mà nói thì cư sĩ vô đây cạo đầu ở trong đây phục vụ đại chúng thôi, vậy mà có những cô 6-7 năm chờ mà chưa từng về nhà. Nhìn họ thì có khi chạy tung tăng vui vui giỡn giỡn chút vậy, chứ mà làm thiệt cái gì ngộ vậy đó. Làm thiệt á, không giữ tiền, không giữ điện thoại, không về nhà chứ ở đây hoài vậy đó. Rồi cùng chung tay những đức mấy vị biết rằng là nuôi mấy bà già mà trời ơi, nguyên một cái khu này mà già yếu, khu sau lưng này nè, khu nguyên khu già yếu. Mà quý vị biết rằng á, buổi sáng một cái là mấy cô nó đẩy một chiếc xe, rồi nó để mấy cái thùng. Vậy mà nguyên một đêm mấy bà đi tiểu này kia rồi đó. Rồi bắt đầu sáng bắt đầu nó đi thay tả nè, đi đổ nước tiểu bà gì mà nó gom vô nguyên một cái thùng, mà đầy cả thùng đó mà. Những đứa đi ngang, những đứa nhìn cái, những đứa nói tờ, đúng là rõ ràng những con người này là những con người mà thật sự mà nói nó có một cái sự hy sinh cống hiến vô cùng lớn. Có khi mà cả mình là người xuất gia mà chưa làm được việc này, chỉ có cái miệng hô hà nói ngon lành chứ làm sao mà được gì. Nói quý vị thấy không? Nên cái thành tựu của một chỗ này đâu có cá nhân của riêng ai đâu quý vị, mà bao nhiêu đôi tay con người mà ở phía sau đó ta làm dữ dằn luôn quý vị. Nên mà cả đại chúng trong chùa Nhà Đức nói rằng mình là cùng hòa hợp sống thương yêu nhau, lo lắng cho nhau hết lòng. Mà Nhà Đức nói rằng họ chưa bao giờ được biết cái chuyện mà đọc kinh giáo gì nhiều, đi vô đây là chỉ biết niệm Phật mà Nhà Đức hướng dẫn thôi. Vậy mà họ là một người cư sĩ thôi mà họ phục vụ mấy bà cụ già thôi. Quý vị thấy cái là quý vị lắc đầu luôn. Mà con của họ đi vô đây, mà con của họ mà nói một câu này, thầy ơi, con thấy mấy cô mà lo cho cha mẹ của con nói, thôi con làm con mà có khi 2-3 năm chờ con mới đến một lần. Mà lâu lâu con đến cái là con gặp mẹ con nói mẹ đi về nhà con ở từng hay từng đi. Toàn là quấy rối không à. Quấy rối không, người ta đang tu ngon lành vậy đi vô đây cái là ngon lành lắm nghe. Mẹ ơi đi về nhà đi, con nuôi cho 1-2 từng rồi con đưa vô đây. Nhân Đức nói đem về nuôi luôn đi. Dạ không được thầy ơi. Nó bằng vậy đó. Từ nơi đó mà mấy cô nó chăm lo mà đến nỗi mà cảm hóa con cái người ta luôn quý vị. Thấy mà thấy cảm động thiệt luôn á. Ôi trời ơi, mà có nhiều bà cụ mà bà khó khăn mà con người ta mà thay tả cho mà lấy tay quất con người ta, mình nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì nuôi người già này phải có cái tâm huyết, mình truyền lửa tư tưởng cho họ. Mà Nhân Đức nói, Nhân Đức công nhận là phục họ thiệt á. Phục họ thiệt á. Nó tuy là mình nói ngon mà làm không ngon, họ không nói mà làm ngon, cái này mới đặc biệt. Nói quý vị biết đây là rõ ràng xác thực luôn, là cái nhóm trong chùa mình mà bây giờ này mà nấu ăn mà đứng mà trời ơi, cái lượng người này mà bên kia bây giờ phải nấu cơm phụ, bên đây Tùng Lâm nấu cơm phụ rồi ra cơm hộp bên kia, rồi bên đây phải chiên sườn, bên đây phải nấu ăn cho một số chỗ vị trí sắp xếp. Nó cả một vấn đề, chùa mình đông quá quý vị, ngày nào cũng 300 mấy chục người khách hành hương ghé ngang ăn cơm nữa, ngày nào khoảng 500.
mà cái lượng nấu ăn không đơn giản chút nào, mà nấu vui vẻ hoan hỷ, chị em làm chung, cái điều này đáng quý nè quý vị, đáng quý đó. Nên chủ nhật tuần sau nhớ nha quý vị, chủ nhật tuần sau chúng ta tổ chức chương trình của các cụ mừng thọ, đúng rồi, mua quà xong rồi, xong hết trơn rồi. Mua cho mỗi bà cái khăn tròn cổ với một hộp sâm. Năm nay máy nghe pháp, máy niệm Phật không có về kịp á. Suy nghĩ bây giờ mình mua cái gì cho các cụ đây, thôi mua cho mấy bạn cái khăn tuổi già, sau này khi mà các cụ mất đi á thì cái khăn này tròn cổ các cụ, đưa tiễn các cụ. Tuổi già khi lạnh quấn cái khăn nhớ thầy những đức tặng, niệm câu A Di Đà Phật. Rồi hộp sâm cho mấy bà cụ già nó cũng là một món quà. Thì giờ hai món quà mua xong hết rồi đó, người ta gửi về rồi, chuẩn bị xong rồi đó. Thì mua 1.200 phần là chắc là đủ. Thì từ 70 tuổi đổ lên là được nhận quà, còn thấp hơn là được giữ. Tại cái gì nó cũng có quy tắc của nó chứ, rõ ràng đúng quý vị. Mừng thọ từ 70 tuổi đổ lên, mà từ 69 tuổi đổ xuống thì cũng chưa mừng thọ, phải đúng 70 tuổi nha. Mà được đến dự, được dự thoải mái luôn không sao chứ. Cứ dẫn đến cha mẹ, mình cứ dẫn đến đi, không sao đâu. Đó, nhưng mà quà thì cứ theo vị trí vậy mà mình tặng. Thì quý vị mà có ông bà cha mẹ tuổi già khắp nơi nơi á, thôi mình đủ duyên mình cho con cháu anh chị em mướn chiếc xe 16 chỗ 50 chỗ vậy đó, thì mình chở đến đây nguyên một gia đình đến đây. Bây giờ quý vị ở nhà không có tổ chức được như vậy thì thôi mình dẫn cha mẹ ông bà đến đây. Mục tiêu không phải là món quà này. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là dựa vào ngày mừng thọ này để mà gieo duyên niệm Phật cho những người già có khi chưa chịu đến chùa. Đến chùa không đến nhưng mà nói mừng thọ là đến. Nói quý vị nên dẫn dắt đi ha, tất cả các đoàn lụm lặt mấy bà già chòm sớm si cù que rồi đem đến. Thấy không? Dẫn được đi một người là có phước người nghe. Ha, cô Chuyển đồ, nhóm chị Thư đồ, nhóm tất cả phái đoàn, chị Mai đồ, tất cả phái đoàn Đồng Nai, đoàn thành phố rồi đó, lụm lặt mấy bà già đi xin ăn hay gì đó, lụm lên đây hết ngày mừng thọ. À, cho mấy bà được dự chương trình mừng thọ mà phải 70 tuổi, nói rõ cho bà nghe nghe. Chứ đem 55 đến đây mà nói xong thầy không cho quà. Cái nào nói rõ cho đàng hoàng. Rồi mấy ông cụ đồ từ 70 tuổi kệ đi. Mình đến đây mình dự cái chương trình mừng thọ này là mình kết duyên với tất cả những con người ở trong đạo tràng niệm Phật. Là mình kết duyên với những vị Phật tương lai đời này sẽ giảng sanh về cực lạc làm Phật nè. Đó, nên đó, chương trình những đức nêu lên vậy đó. Tất cả người con cháu khắp nơi nơi đưa ông bà cha mẹ đến đây để dự chương trình mừng thọ ngay ngày chủ nhật tuần tới này, nhằm ngày 20 tháng giêng âm lịch này nghe. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chúng ta về tu mà với số lượng đông người gì, mỗi người phát một cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, niệm thêm một câu Phật hiệu, mà với số lượng đông như vậy mà cùng phát âm lên thì chắc chắn rằng là Phật quang phổ chiếu đây. Nên tất cả con người tự nhiên thấy nó mát mẻ tâm tư, tu xong rồi nó vui vẻ thoải mái. Xuống ở nhà ăn dù là một hộp cơm đơn giản mà ăn rất là ngon. Vì sao? Vì tâm mình nó vui, vui rồi là ăn thành mỹ vị hết. Và tất cả các cháu nhỏ về đây, các con rất là ngoan, dễ thương. Cháu nào cũng là cháu có phước. Từ khi còn nhỏ mà nghe được Phật Pháp, biết niệm Phật, lễ Phật, các cháu này rất là đặc biệt. Sau này lớn lên chắc chắn là có tương lai rất là rạng rỡ, chắc chắn. Nên là cha mẹ ông bà mà biết dẫn con cháu gieo duyên Phật Pháp từ khi còn nhỏ là hay dữ lắm, rất là hay. Dù quý vị có để là của cải vật chất lớn cỡ nào cũng không bằng cho các cháu biết được Phật Pháp đâu. Vì chính cuộc đời những đức thấy rằng là chính mình là Phật Pháp cứu cuộc đời mình, rõ ràng chỉ có Phật Pháp cứu được mình. Chứ nếu không gặp Phật Pháp thì bây giờ tiêu chắc chết bờ chết bụi cũng không biết đâu. Nên là Phật Pháp hay lắm. Nên quý vị về đây chúng ta cùng tu
khi về đây mà tu hành như vậy thì tất cả những người chúng ta ai cũng có quan thân trái chủ đi theo, hoặc là có những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi lúc nào cũng đi theo mình. Mà mình đi đến một đạo tràng tu hành niệm Phật, phóng sanh cúng tế thực gì, người ta được hưởng tài thọ thực và người ta nghe pháp, người ta buông xuống cái tâm hận thù. Nhờ cái quay lực của đạo tràng mà mình có thể cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, dùng toàn thể đại chúng này để mà hồi hướng thì thù thắng dữ lắm. Nên khi những đức mà ra cúng tế thực phóng sanh, những đức đều hồi hướng chung hết. Cái này nó thù thắng hơn là đọc một hai câu hồi hướng riêng lẻ nhớ. Nên nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp, cúng tế thực phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão và thượng viện chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Hồi hướng cho tất cả những hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, tất cả quý vị đều hưởng được những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương một bổn nguyện của Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tịnh chung ngã kim tí như cung, tâm phương những tiết ngộ tình cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kiệm thi như cung, từ thân biến tập phương những tiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tạm bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tạm bà và việt nhật ra hồng, tạm bà và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mình cúng thí thực hay là nhà đám giỗ được, cái cúng thì gọn nhưng mà cái niệm Phật quan trọng lắm quý vị. Tuy những câu Phật hiệu mình thấy ít vậy đó, nhưng khi niệm câu Phật hiệu lên, hương linh người ta giống tắm mình trong Phật quang, thù thắng, cái tâm nó an lạc. Mà khi vừa tu xong mà cúng gì, nó hưởng tài thọ thực thù thắng. Nên chư hương linh phải có một cái tâm tu. Nên gặp những hương linh thai nhi mà bị cắt tay cắt chân, mà ta bò bò vô, mình phải giúp cho người ta, đem bánh cho người ta ăn. Chứ không phải là mình xô người ta ra, là cái tâm nó không có tâm tu. Mà cái tâm như vậy thì cái tâm ác đó, nó không có giải thoát. Mình là người tu phải biết thương người yếu hơn mình, giúp người yếu hơn mình, thì cái tâm đó có phước đức thì chắc chắn cảm với bổn nguyện của Phật, nhất định Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn giảng sanh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Tất cả các cháu còn nhỏ mà được ở đây được dự lễ phóng sanh. Khi các con niệm Phật mà thả mấy con chim này bay đi là trưởng dưỡng lòng từ cho các cháu. Nên các cháu nào mà dù cho là bệnh hoạn eo ọt khó nuôi, nhưng nhờ công đức phóng sanh này các cháu vui vẻ khi những con chim bay đi, mà các cháu vỗ tay niệm Phật vui vẻ khi nó được thả, thì cái phước duyên của con nó tăng lên và nghiệp duyên nó tiêu mất. Nên tất cả các cháu nhỏ này thiện căn rất là dày, được hưởng cái công đức niệm Phật rồi nghe Pháp rồi làm lễ phóng sanh. Từ nơi đó mà cái tâm từ bi phát lên, các con từ một con ruồi, một con muỗi, một con kiến tuyệt đối cũng không giết nó. Tại vì mình muốn sống, nó cũng muốn sống, nên tuyệt đối mình không có giết mấy con vật nhỏ. Dù như con muỗi nó chích mình đi, nó hút máu, mình cho nó thì mình để cho nó chích, mình còn quy y cho nó nữa. Còn không cho nó thì mình đuổi nó đi chứ không được giết. Đó là cái tâm trưởng dưỡng lòng từ mà không có tạo thêm cái nghiệp sát. Phật đã nói rằng nếu như chúng ta mà mỗi ngày săn hận mà là nhân, mà nó câu kết khi cuối cuộc đời mình chết đi đọa lạc trong địa ngục là quả. Nếu như mỗi ngày chúng ta tham lam, tính tình keo kiệt, rít rắm, đi đâu cũng biết vơ vét về nhà mà không biết giúp đỡ ai, không biết thương ai, gặp người khổ đau cũng không có giúp đỡ, đó là tâm keo kiệt. Tâm keo kiệt là nhân mà chiêu cảm cái quả báo khi cuối cuộc đời đọa trong loài ngạ quỷ, đói khát là quả báo như vậy. Và chúng ta ngu si không biết chánh tà, nên khi chết đi chúng ta đọa lạc làm loài súc sanh. Nên tất cả những con chim này cũng từ cái tâm ngu si không tiếp nhận Phật Pháp mà đọa làm súc sanh. Nên hôm nay được nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nghe được bổ nguyện Di Đà tiếp dẫn, nên phát nguyện ở trong chùa nghe câu Phật hiệu. Khi xả thân đều có được cái thân con người, hoặc là phát nguyện niệm Phật sanh về cực lạc, để niệm Phật tiếp tục tu hành để thành Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nghe quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.